Vâng, đây là một chiếc Bianchi cao cấp. Với cấu hình khung sườn của con này là hệ nhôm 7005. Càng trước sau là càng carbon nha các bác. Mang mã số của xe là E271. Mã xe E271, một chiếc Bianchi bản Camalong Sport, bản Quattro. Đuôi càng sau của nó, cặp càng sau của nó là bằng sợi carbon và càng trước cũng sợi carbon luôn, với cấu hình Tiagra cao cấp. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh, và các bác là sẽ được follow những video xe mới nhất của em. Các bác ưng mẫu xe thì gọi cho em và kết bạn Zalo theo số điện thoại là em để chạy trên video ghim ở phần tiêu đề nhé. Các bác nhớ đọc. Và như thường lệ em sẽ đi giới thiệu xe chi tiết và báo giá để các bác tham khảo nhé. Đây là một chiếc Bianchi màu xanh ngọc. Màu khung sườn của nó đặc trưng là màu xanh ngọc. Có pha viền màu đen của cặp càng trước sau là sợi carbon. Đấy, màu đặc trưng của xe. Đấy, Bianchi bản Camalong Sport. Với hình chú tắc kẻ hoa đặc trưng. Với cấu hình như sau. Cọc in của nó là nhôm trắng. Gọng in và in là zin theo xe luôn. Phía đuôi cọc in có một chiếc đèn phản quang màu đỏ này. Rè của nó là rè nhựa đàn hồi lá lúa. Rè lá lúa nhá. Rè của Touring. Cấu hình bánh lốp là lốp zin. Lốp zin theo xe. Lốp của Bonchaker. Lốp rất xịn đấy. Bonchaker nhá, R1. Vành thì vành của Bianchi luôn. Vành Bianchi Camalong luôn này. Vành nhôm hai lớp. Nan hoa của nó là nan hoa chân đồng, loại inox mạ chì. Đấy, cụm 2 cam. Phản quang của bánh của nó là phản quang màu vàng. Cùi đè của xe, cùi đè và gạt đĩa của xe là của Shimano Tiagra nhé. Xe có trang bị luôn gọng bảo vệ cùi đè này. Xe này là nó chạy là 3 tầng đĩa và 9 tầng lip các bạn. 3 tầng đĩa và 9 tầng lip. 27 tốc độ. Ốp lip của nó là một miếng nhựa, lồng nhựa trắng. Và ốp đĩa nó cũng là một miếng nhựa Meca. Đùi là đùi FSA, đùi zin theo xe luôn. Đùi FSA nhá. Pedal của nó đây. Pedal có móc cá. Gọng của nó là gọng nhôm. Con này nhôm rất dày. Có gioăng cao su chống trượt và phản quang hai mặt của nó màu vàng và pedal xịn sò. Pedal bạc đạn luôn. Mai ơi, con này là mai ơi của Shimano Malaysia, made in Malaysia luôn. Thông số bánh lốp con này là 700x25C, 700x25 nhá, lốp Bonchaker 700x25. Cặp phanh trước sau là phanh của Shimano. Gọng V2 mảnh, má phanh của Shimano luôn. Đuôi càng sau của nó đây. Sợi carbon nhá. Sợi carbon. Khung sườn này. Khung sườn nhôm. Hệ nhôm cao cấp. Nhôm 7000, aluminum 7000 nhá. Mối hàn vây cá đây. Xe của Ý xuất Nhật, Italia cờ này. Hình tắc kẻ hoa này. Bản Quattro này. Xe này thì các bác mua xe em tặng kèm chiếc bình nước Nhật nhá, bình giữ nhiệt. Đây là một chiếc bình inox giữ nhiệt của Nhật. Gọng nước của nó nguyên zin này. Gọng nước nguyên zin theo xe luôn. Gọng nhựa chất lượng cao. Hệ thống dây của xe là đi nổi rồi. Màu chủ đạo là màu xanh ngọc, rất đẹp. Có tem chữ viền chỉ của nó là màu ghi chì nhá. Màu ghi chì, ghi xám, cả ghi xám ghi chì. Con này là vòng của nó này. Nó có 3 vòng của sợi carbon luôn. Bát chén của FSA. Nắp chụp này, Bianchi FSA. Đấy, con này Potang của nó, Potang gật gù. Chỉnh góc độ cực kỳ tiện lợi. Ghi đồng của nó đây, ghi đồng FSA luôn. Con này em đánh giá độ nguyên bản của nó là trên 85% nha các bác. Đây, tay phanh vào bộ bấm xả này. Đây, tay phanh vào bộ bấm xả là của DOG nhá, Shimano DOG. Đấy, 3 tầng đĩa và 9 tầng lip. Tay nhôm luôn. Dây thì có hai màu, màu ghi xám lông chuột và màu xanh lơ. Xe đang còn logo của Bianchi luôn.
logo thương hiệu, miếng cao su, phanh trước đồng bộ, phanh sau của Shimano, gọng V, ai mà nhôm, má phanh Bianchi luôn, à má phanh của Shimano chứ, xin lỗi, càng trước đây, càng carbon luôn nhá. Mai ơi trước đồng bộ như mai ơi sau đây, mai ơi của Shimano, máy in Malaysia, khóa hồng của nó này nằm bên tay trái, khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh, trục giữa là trục rỗng luôn, à trục bánh trước cũng trục rỗng, bánh trước bánh sau đều có khóa hồng của Shimano nhá, trục rỗng. Cấu hình bánh trước thì như bánh sau thôi, thông số lốp này 700x25 của Bôn Chắc Cương, vành của Camalon, hai lớp Bianchi, nan hoa thì là inox, loại inox chân đồng mạ chi, rè trước cũng là rè lá lúa, rè nhựa đàn hồi. Mạ sườn trái của xe này các bác, con này có bộ tay nắm sừng trâu nguyên zin nhá, tay bè này, nó có nhú lên một chiếc sừng này, nhú lên một chiếc sừng này. Trông rất chi là hầm hố. Tay của nó tay màu trắng. Qua wow, các vết nắm theo thời gian thì nó cũng có bẩn một xíu rồi. Cái này đánh sạch đi nó lại trở về trạng thái mới thôi. Tay nắm cao su chất lượng cao đây các bác. Rất êm luôn. Đi cảm giác là không bị mỏi tay. Chung của nó chung bật búa nhá, chung búa bật nguyên zin. Phản quang phía trước là màu trắng. Về đàn bên phía trái này các bác, về đàn mặc đạn. Về đàn có móc cá này. Các bác khi đi giày các bác móc vào để cảm giác khi đạp xe nó không bị trượt nhé. Trục giữa của nó là chạy bạc đạn. Chân trống là báng thép gọng nhôm, có căn chỉnh, có vặn chỉnh để cho nó phù hợp với địa hình để khi các bác chống xe nhé. Đây, khóa hồng bánh sau này, Shimano lốc này. Đây, trục rỗng luôn, càng carbon. Phản quang của nó là màu vàng, phản quang bánh sau. 3 tầng đĩa đây, đùi FSA, đùi nhôm bản to nhá. Một cấu hình tương đối cao. Chuyển động Tiagra và Diore. Các bác ưng mẫu xe và size giống con này em lên, các bác lên size giống cho em. Với cấu hình bánh lốp 700x25, size đứng 53, size ngang là 55. Các bác lên chiều cao cho em là từ 1m70 trở lên nhá. Từ 1m70 trở lên mới đi được chiếc xe này nha các bác. Và giá tiền chiếc xe này em bán với các bác là 20.500.000 đồng tặng kèm bình nước giữ nhiệt nha các bác. 20.500.000 đồng tặng kèm bình nước giữ nhiệt inox của Nhật luôn. Bác ưng mẫu xe này thì alo cho em nhé. Số điện thoại chạy trên video ghi ở phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc. Và các bác đón chờ những chiếc xe tiếp theo em sẽ lên sau đây nhé. Kho xe bạt ngàn xe các bác. Rất nhiều xe luôn. Vâng, tiếp tục lại là một chiếc Touring. Một chiếc Touring trang bị đồ cực kỳ chất. Chiếc xe này thì bình thường bán đơn thì em bán các bác 7 triệu. Nhưng hôm nay em tặng kèm các bác một túi da, một túi da bò xịn tam giác và một chiếc bình nước giữ nhiệt của Nhật. Một chiếc bình nước giữ nhiệt của Nhật bằng inox nhé. Inox và phía ngoài là nó là mạ màu sơn của nó là màu xanh chuối, rất đẹp. Đây là chiếc bình giữ nhiệt xịn sò và một chiếc túi da tam giác để các bác đựng đồ khi các bác đi thể thao nhé. Rất chỉ là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe của Italia các bạn, một thương hiệu đến từ Italia mang tên là Utech Color Benetti. Đây là hãng xe đến từ Italia mang tên là Benettion nhé. Tion. Rất đẹp. Xe này có màu sắc cực kỳ sặc sỡ luôn. Màu của nó là màu xanh. Con này là màu xanh là nõn chuối. Rất đẹp. Xanh tươi luôn đấy. Với cặp bánh lốp cũng có màu xanh rêu. Đấy, nó gần như là nó phun màu xanh trên chiếc xe rồi các bác. Có một số điểm màu... thay thế là màu đen đây, từ hệ thống dây, khung sườn, tay nắm, bánh, xe, lốp xe. Đấy. Thậm chí cả chiếc bình nước này nó cũng là màu xanh luôn các bác. Đấy. Có một số màu khác như cọc in và in bộ gác ba ga thôi. Pedal, rè thì nó ra màu đen. Còn lại là màu của nó là cực đẹp rồi. Các bác yêu thích màu này thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại thì là chạy trên video ghi một phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc. Các bác đang xem video vui lòng cho em xin một nút like,
Ai chưa đăng ký kênh ấn đăng ký kênh để theo dõi những mẫu xe mới nhất thì các bác là lựa chọn được những mẫu xe ưng ý của mình nhé. Và em sẽ đi chi tiết sau đó là báo giá cho các bác. Xe được trang bị cọc in này, nguyên zin của nó đây, in da bọc ở phía trong là đệm, cọc in là màu đen. Các ba ga trang bị gọng nhôm, có kẹp hàng. Với chiếc các ba ga này chủ yếu kẹp hàng đi cà phê thôi, chứ đèo người là trên 15 cân là không được nhá, báo với các bác trước luôn. Gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Đuôi của các ba ga có một chiếc đèn phản quang màu đỏ luôn này. Rè của nó là rè nhựa nhé, rè nhựa. Đũa rè là đũa nhôm sơn màu ghi xám. Lốp là lốp của Kenda, lốp xanh Kenda. Bánh thông số của nó 700x28C. Vành của nó là vành theo xe luôn, vành của hãng luôn. United Global T-shirt. Vành nhôm hai lớp. Nan hoa là inox chân đồng. Quỳ đè xe sử dụng quỳ đè của Shimano Tonic. Xe chạy một tầng đĩa và 7 tầng lip. Sen lip đều của Shimano luôn. Mai ơ xe là mai ơ nguyên zin, mai ơ nhôm các bác. Mai ơ nhôm nguyên zin của hãng luôn rồi. Mai ơ của Zytech các bạn. Mai ơ này mai ơ của Zytech, mai ơ trước sau đồng bộ nhé. Phanh của nó là phanh gọng C 3 mảnh. Nguyên zin. Bao da này, da bò này các bác. Rất mềm luôn đấy. Bao da xịn luôn. Bình giữ nhiệt này, bình nước giữ nhiệt này. Bình inox nhá. Bình inox này, nó chảy sơn rồi thì nó lộ ra inox rồi các bác. Đấy, bình giữ nhiệt cực kỳ xịn luôn. Gọng nước là gọng nhôm trắng nhá, nhôm mạ luôn. Đấy, cối nổ này, giòn cực kỳ. Đùi nguyên zin theo xe. Đùi nhôm. Bề đan của nó là gọng nhựa đặc, gọng nhựa đặc phản quang hai mặt màu vàng. Đấy, ốp đĩa con xe có power nhá. Ốp đĩa là có power. Tem này, các cái tem chữ Nhật này. Xe hàng bãi Nhật này. Đó, tem chữ nguyên zin của nó, màu sơn nguyên zin của nó luôn nhá. Đấy, rất đẹp. Size gióng đứng con này là 48 các bác. Các bác lên chiều cao cho em 1m65 nhá. 1m65 đi chiếc xe này ok luôn. Đấy, ghi đông vô tặng của nó nguyên zin, nhôm mộc. Đấy, con này thì không có vòng, có bát thôi. Bát của nó là cũng là mạ luôn, nhôm mạ sáng choang. Ghi đông cũng vậy, mạ sáng choang, mạ chrome. Đấy, phản quang ở phía trước này, màu trắng này. Chuông này, chuông bật cơ này, rất kêu. Phanh thì cũng là tay nhôm luôn, nhôm mạ luôn nhá. Rất đẹp. Đó, bộ bấm xả là của Shimano Microchip. Bộ bấm xả 7 lít. Logo của hãng này, Benetton. Benetton. Em đọc tiếng Anh không thạo, đọc Benetton luôn. Số khung của nó mặt trước này các bác này. Phanh trước này, gọng C 3 mảnh nhôm. Rè của nó là rè nhựa, à rè, đúng rồi, rè nhựa của Nhật luôn. Đũa rè uốn lượn này, đũa rè là đũa nhôm sơn màu ghi trắng, màu sáng. Mai ơi của Zytech, mai ơi nhôm rồi. Cấu hình bánh trước như bánh sau. Vành nhôm hai lớp, lốp Kenda. Nan hoa inox chân đồng, thông số 700x25C. Bản sườn trái của xe này. Một chiếc touring với giá tiền ở tầm trung, các bác có thể sở hữu được một chiếc xe đi thể thao đường phố rất đẹp. Và đặc biệt là những bác nào là yêu thích hợp phong thủy màu xanh thì dính ngay chiếc xe này nhé. Rè của nó rè Nhật đấy các bác. Trục giữa con này chạy bạc đạn này, rất cao cấp. Cối nổ rất giòn. Bề đàn trái phải là còn mới keng luôn. Hàng bãi Nhật nhé, nhựa đặc. Chân trống con này, chân trống là cọng thép và đũa thép luôn, thép chống gỉ nhá, còn rất nhạy các bác, rất nhạy luôn, chắc chắn luôn các bác. Bác yêu thích mẫu này thì alo ngay cho em nhé. Và giá chiếc xe này em bán đã bao gồm phụ kiện các ba ga, túi tam giác, bình giữ nhiệt là 7 triệu nha các bác, 7 triệu bao ship tận nhà cho các bác.
Các bác ưng mẫu này thì alo ngay cho em, số điện thoại chạy trên video đấy, cũng như ghi ở phần tiêu đề. Và các bác nhớ đón những chiếc xe tiếp theo em lên sau đây nhá. Vâng, tiếp tục lại là một siêu phẩm. Đây là một siêu phẩm full đồ nha các bác. Gần như là full đồ tuyệt đối rồi. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Italia. Một chiếc Bianchi màu chủ đạo màu xanh ngọc. Full đồ, gác ba ga trước sau, dọ hàng, đèn LED đi ban đêm, trang bị túi da tam giác cũng như là bình nước giữ nhiệt của Nhật. Cực kỳ chất lượng với cấu hình rất cao của Bianchi. Rất nhiều thứ nguyên zin của bộ khung sườn và chuyển động. Các bác xem video thì cũng xin vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh để follow, theo dõi những video mới mất nhất mà em sẽ đăng cho các bác hàng ngày nhé. Đây là một chiếc Bianchi mã số là E512 các bác. Các bác nhớ mã số nhé. Khi các bác mua hàng các bác nhớ cái mã số E512 hoặc là X đấy, hoặc là ABC gì đấy thì các bác nhắn cho em vào Zalo, em sẽ tư vấn và lấy hình xe để cho các bác xem bộ ảnh cấu hình của nó nữa. Để các bác ưng ý thì chúng ta chốt. Còn ngoài ra thì gần như em giới thiệu trên video nó cũng đầy đủ và chi tiết lắm rồi. Các bác cần thêm những chi tiết nào nữa thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại em để như phần tiêu đề, ghim phần tiêu đề cũng như ghim chạy chữ trên màn hình của video suốt hành trình đấy. Như thường lệ em sẽ đi chi tiết và báo giá cho các bác. Xe có cấu hình là cọc in của nó này. Đấy, cọc in nguyên zin, in và gọng in nguyên zin theo xe luôn. In của nó là in màu xanh lá cây rất đẹp. Đấy, màu xanh lá cây rất đẹp. Đấy, gác ba ga của nó là gọng nhôm nhá. Kẹp hàng này. Đấy, có kẹp hàng, gọng nhôm, sơn tĩnh điện màu đen. Đuôi gác ba ga thì có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng, đèn này nó đi vào đêm nó sẽ sáng luôn. Đấy, vì nó có ăn điện ở những chiếc mai phát điện ở phía trước. Rè của xe là rè mạ nhé, rè mạ inox sáng choang, rè Nhật luôn. Đuôi rè có một chiếc đèn phản quang này, chiếc đèn phản quang màu đỏ đấy. Đũa rè cũng là đũa nhôm mạ rồi, nhôm mạ chrome. Lốp xe là lốp của ông này, lốp Canada thì phải các bác. Lốp này là lốp Canada rồi, đúng rồi, lốp Canada các bác, lốp của Canada nhé. Thông số của nó là 700 × 32 các bác. 700 × 32 nhá. Lát nữa xem giờ size đứng. Size đứng con này 46. Như vậy các bác lên chiều cao cho em là 1m63 đến 65 các bạn. 1m63 đến 65 là đi ok rồi. Quy đề của Shimano. Con này Shimano nguyên zin của nó luôn. Ở bên Nhật lắp như thế nào thì về bên em là nguyên zin nhá. Nguyên zin đấy. Xe có trang bị gọng bảo vệ cùi đề luôn. Xe chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng líp các bạn. Sen líp đều của Shimano hết. Gạt đĩa đây cũng của Shimano luôn. Đùi xe là đùi 4 chấu, đùi của Bianchi luôn nhá. Đùi nhôm của Bianchi luôn. Đùi zin đấy. Nhôm mạ rất đẹp. Về đàn của nó là gọng nhôm sơn màu trắng. Con này gọng thép các bạn, gọng thép chống gỉ. Gọng thép chống gỉ, phản quang hai mặt của nó là màu vàng. Cái đan chạy bạc đạm, rất êm. Phanh thì phanh trước, phanh sau đồng bộ là gọng C nhá, hai mặt nhôm. Phanh này là phanh của Shimano rồi, bài chữ chưa. Túi tam giác, túi da bò này, rất xịn. Đó. Túi da bò, bình nước giữ nhiệt của Nhật đây, đang còn tem mác của Nhật luôn. Bình cực kỳ xịn nhá, bình inox luôn nhá. Để tem chữ Bianchi của nó là màu xanh này, màu xanh tím than. Bản Viali, mã số là E512. Màu đặc trưng của xe là xanh ngọc. Con xe này là full nhôm nha các bác. Khung sườn của nó là full nhôm luôn. Với thiết kế vô tăng đầu thìn Nga rất đẹp. Vô tăng nhôm. Đấy, con này có hai vòng đặc và một bát. Ghi đông của nó là hơi cong cánh én, thiết kế rất đẹp. Dành cho người tuổi trung niên đi là phù hợp, trên 40 là đi rất đẹp rồi. Trên 40 là đi đẹp luôn. Hệ thống phanh và bộ bấm xả nó ăn một cụm nhá. Tay phanh là tay nhôm. Đấy, tay nhôm bán dài.
rất khỏe, đoàn rất chi là khỏe luôn. Của Shimano các bác, bộ bấm xả và tai phanh một cụm của Shimano, 7 lít 3 đĩa. Dây là màu xanh ngọc luôn. Dây phanh màu xanh ngọc cũng như dây chuyển động bấm xả. Con này có chiếc logo rất đẹp, logo mảnh nhôm này, của Bianchi này. Kiểu dáng xe cổ, dáng xe touring cổ rất đẹp. Gác ba ga dọ hàng phía trước, gác ba ga gọng nhôm sơn màu đen. Dọ hàng là dọ inox đũa nhỏ nhá. Máy ở trước là máy ở phát điện của Shimano Nexus. Bánh trước như bánh sau thôi, lốp của Kenda. Thông số là 700 nhân với 32C. Và nhôm hai lớp, nan hoa là inox chân đồng. Phản quang bánh của nó là phản quang màu trắng. Mạng sườn trái của xe này các bác. Mạng sườn trái của xe, con này chân trống là chân trống kép ở chính giữa tâm xe. Trục giữa của nó là chạy bạc đạn. Trục giữa nó chạy bạc đạn. Con này hệ nhôm là cao cấp nhá. Phun nhôm cao cấp của 7005 các bác. Aluminium. Chân chống kép gọng nhôm. Tem, các cái tem an ninh, tem kiểm định đang còn hết nhá. Mayer sau của xe là Mayer của Joytech nha các bác. Mayer nhôm của Joytech sơn màu trắng. Đấy, phản quang bánh sau cũng màu trắng này, đồng bộ bánh trước. Với một cấu hình chuyển động cũng là tương đối ok của Shimano. Và một cấu hình khung sườn phun nhôm cũng như phun đồ rất đẹp các bác. Bác đi chiếc xe này ở tầm trung tuổi trở lên, trung tuổi trung niên trở lên là đi rất đẹp rồi. Và các bác nhớ cấu hình chiều cao cho em khoảng 1m63 đến 65 nhá. Dùng 63 đến 65 là đi ok, đi đẹp luôn. Chiếc chân chống kép này các bác không thích, bên em có thể là thay ở bên hông cho các bác. Các bác thích để cái này, chân chống kép này cũng được. Thì các bác dựng xe, test xe là cực kỳ thuận tiện rồi. Và giá chiếc xe này em bán đã bao gồm phụ kiện cả bao da, bình nước rửa nhiệt là 14.500.000 đồng nhá. 14.500.000 đồng bao ship nha các bác. Bác ưng mẫu này thì gọi ngay cho em nhá. Số điện thoại chạy trên video ghi ở phần tiêu đề. Và các bác đón xem những chiếc xe tiếp theo mà em sẽ giới thiệu trong kho hàng Nhật Bản nhà em nhá.